Quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Việt Nam cho biết độ tuổi nhiễm coronavirus ở Việt Nam ngược lại với Trung Cộng và Ý Quốc. Thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết, tính đến chiều ngày 21 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 92 người dương tính với coronavirus. Thế nhưng, độ tuổi của những người mắc bệnh này tại Việt Nam được cho là đang ngược lại với tình hình dịch bệnh ở Trung Cộng và Ý Quốc. Nếu như tại Ý, 92% người nhiễm bệnh và tử vong là trên 80 tuổi, còn tại Trung Cộng có đến 80% người nhiễm bệnh và tử vong là trên 60 tuổi, thì tại Việt Nam chỉ có 7 trường hợp nhiễm bệnh là trên 60 tuổi, số còn lại chiếm tới hơn 90% là người trẻ, với độ tuổi trung bình nhiễm bệnh là khoảng 34 tuổi. Bên cạnh đó, qua dữ liệu thực tế về ổ dịch mới tại Malaysia, có thể nói là diễn biến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là rất khó lường. Nguy cơ lây nhiễm được cho là ở nhiều độ tuổi. Số liệu thống kê cho thấy, tại các nước có thời tiết nóng như Malaysia, Cambodia, Thái Lan và vùng nóng ở phía Nam, hiện vẫn có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Còn mức độ thế nào so với vùng khí hậu lạnh thì vẫn đang được theo dõi và đánh giá. Một số doanh nghiệp EU và Hoa Kỳ đã ngưng nhập hàng dệt may Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh coronavirus đang bùng phát, EU và Hoa Kỳ mặc dù không chủ trương ngưng nhập hàng hóa của Việt Nam, nhưng do gặp nhiều khó khăn nên một số doanh nghiệp vẫn đưa ra quyết định này. Được biết, nguồn cung cấp nguyên liệu vừa mới được nối lại từ đầu tháng 3, giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam phần nào yên tâm và thậm chí dự tính dồn lực để sản xuất, bù đắp cho các đơn hàng cũ bị chậm trễ. Thế nhưng quyết định ngưng nhập hàng nêu trên đang khiến cho các doanh nghiệp lao đao. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh coronavirus, các quốc gia hiện đã tiến hành đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, việc đóng cửa biên giới của các thị trường này chỉ áp dụng cho người, không dành cho hàng hóa. Mặc dù vậy, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ luân chuyển hàng hóa, gây đình trệ việc ký kết các đơn hàng, dẫn đến việc gián đoạn tiêu thụ. Thành phố Sài Gòn sắp thử nghiệm robot khử khuẩn phòng cách ly. Vào sáng ngày 20 tháng 3, Sở Y tế ở thành phố Sài Gòn cho biết, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã chuẩn bị thử nghiệm robot khử khuẩn phòng cách ly. Nếu việc thử nghiệm thành công, sẽ có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong việc phòng chống nguy cơ lây nhiễm coronavirus cho nhân viên y tế, nhất là những người làm việc khử khuẩn tại các phòng cách ly áp lực âm dành cho người nhiễm bệnh. Được biết, trước đó vào tháng 9 năm 2019, Việt Nam cũng đã lần đầu tiên đưa vào ứng dụng robot hỗ trợ người bệnh và lau dọn vệ sinh tại Bệnh viện Y miền Đông thành phố Sài Gòn. Robot này có hình dáng như một nữ y tá, có thể di chuyển tự động trong khu vực tiếp đón bệnh nhân, có thể giao tiếp và trả lời đa dạng các câu hỏi từ người bệnh. Ngoài ra, trên robot còn được thiết kế bảng điện tử, có thể giúp người bệnh tra cứu danh mục viện phí và cho phép đặt lịch hẹn khám bệnh theo các chuyên khoa. Tất cả các ứng dụng này đều nhằm mục đích hướng đến xây dựng mô hình bệnh viện thông minh trong tương lai. Thưa quý vị, mũ phòng chống coronavirus đang được săn lùng tại Việt Nam. Trong tình hình dịch bệnh coronavirus liên tục có những diễn biến mới như hiện nay, người dân lại càng sát sao hơn trong việc bảo vệ bản thân cũng như gia đình và cộng đồng xung quanh. Chính vì vậy, bên cạnh việc rửa tay và đeo khẩu trang thường xuyên, thì chiếc mũ phòng chống dịch coronavirus cũng đang được mọi người tìm kiếm rất nhiều và hiện đang được rao bán tràn lan. Theo ghi nhận, mũ chống dịch coronavirus được thiết kế che kín xuống dưới cằm, được làm từ nhựa trong suốt nhằm bảo đảm tầm nhìn của người sử dụng. Tuy nhiên, theo lời các chuyên gia, thì mũ chống dịch bệnh thật sự không hiệu quả như lời quảng cáo. Chưa kể đến việc, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, những chiếc mũ nhựa này sẽ được dục bỏ, gây ra tác động rất lớn đến môi trường liên quan đến vấn đề rác thải nhựa. Chuyển sang tin giải trí cho biết ca sĩ Kenny Burgess đã qua đời và hưởng thọ 81 tuổi. Thưa quý vị, danh ca nhạc đồng quê đã từng đoạt giải Grammy Kenny Burgess, người từng được biết đến qua các nhạc phẩm để đời như The Gambler và Iceland in the Stream. Vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 3 đã nhắm mắt lìa đời vì tuổi già, hưởng thọ 81 tuổi.
cố ca sĩ Kenny Rogers đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình trong vai trò là thành viên của một ban nhạc jazz. Hai thập niên sau đó, ông quyết định tách ra khỏi nhóm để trở thành ca sĩ solo. Nhạc phẩm giúp đưa tên tuổi của Kenny Rogers tới đỉnh cao của danh vọng chính là bài Lucy's được phát hành vào năm 1977. Ông từng được lưu danh vào Viện Bảo tàng Country Music Hall of Fame. Lễ hội ngắm hoa anh đào tại thủ đô Washington DC đã bị ảnh hưởng vì dịch bệnh coronavirus. Những cây anh đào nổi tiếng tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ đã bắt đầu nở rộ, báo hiệu mùa xuân chính thức bắt đầu. Cứ vào dịp này hàng năm, hàng trăm cư dân địa phương và du khách đều đến đây để chụp ảnh. Lễ hội hoa anh đào, một trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất của Hoa Kỳ, hàng năm thường thu hút hàng ngàn người đến ven hồ Tido Basin ở thủ đô Hoa Kỳ Thịnh Đốn để thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa. Tuy nhiên vì lệnh phong tỏa đường phố có liên quan tới dịch bệnh coronavirus, nên chỉ có lác đác vài người được nhìn thấy quanh quẩn quanh những gốc hoa anh đào này. Cả cuộc diễn hành thường niên trong lễ hội hoa anh đào cũng đã bị hủy bỏ. Đây thường là dịp để kỷ niệm ngày thị trưởng thành phố Tokyo Yukio Ozaki tặng cho Washington DC 3.000 cây hoa anh đào vào năm 1912. Bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin buổi tối của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.